đội trưởng First Angel được Chủ tịch nước tặng huân chương dũng cảm, xã hội rất cần những người như anh. Theo nguồn tin từ báo Dân Trí, anh Phạm Quốc Việt, 36 tuổi, đội trưởng hỗ trợ sơ cứu First Angel, được Chủ tịch nước tặng huân chương dũng cảm vì cứu người trong vụ cháy chung cư mini Khương Hạ. Quyết định tặng huân chương dũng cảm cho anh Việt được Chủ tịch nước ký ngày 26 tháng 12. Hồi tháng 9, anh Việt cùng đội viên First Angel tham gia cứu 12 người trong vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Từng trong quân ngũ, anh Việt được đào tạo kỹ năng sơ cứu, cấp cứu. Anh cũng được tích lũy được nhiều kiến thức y khoa do ông bà, bố mẹ, em trai đều là bác sĩ và được công ty cử đi tham gia khóa đào tạo kỹ năng sơ cứu do tổ chức Survival Skills Việt Nam, kỹ năng sinh tồn Việt Nam tổ chức với vốn kiến thức có được. Tháng 9 năm 2019, anh Việt lập đội sơ cứu cứu nạn miễn phí gồm 5 thành viên. Đến nay, đội đã có hàng chục thành viên và tình nguyện viên. Riêng năm 2023, đội đã hỗ trợ, cứu thương cho gần 3.000 nạn nhân, mở trạm cứu hộ cung cấp dịch vụ sửa xe, cứu hộ xe tai nạn. Xã hội cần những người như anh Việt và các đồng đội của anh. Vô cùng kính trọng và nể phục các anh. Chúc các anh thật nhiều sức khỏe để giúp cộng đồng.